Chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu về cái bẫy rắn mối của mình á. Thì các bạn xem bẫy rắn mối của mình. Một hôm nha mày, hôm chết hôm sống. Rắn mối ví dụ nó thấy con mồi trong cái nó sẽ bước ở đây. Bước đây thì cái miệng hôm để hở ra. Rắn mối sẽ trườn từ từ vô nha mày. Nó vô xong rồi cái hôm sẽ đóng lại không ra được nha mày. Cái kích thước của cái bẫy là dài 31 cm nha mày, rộng 8, vuông 8 nha mày, dài 31, vuông 8. Cái này cái cách bẫy rắn mối thì cũng dễ bạn. Bạn mua dế từ tiệm đồ câu hoặc là tiệm chim nữa bạn, người ta có bán dế bạn, bạn lựa mấy dế bự, bạn mua rồi bạn thả mấy dế vô trực tiếp trong đây luôn, thả dế vô bẫy luôn cho nó chạy qua chạy lại cho rắn mối nó thấy nó phi vô ra. Hoặc một cách nữa là các bạn vô bạn kiếm mấy cái lọ mà cỡ nhỏ nhỏ nhưng mà trong suốt á, như mấy cái hũ mà đựng kẹo chỗ em bé á, hoặc là mấy hũ đựng thuốc nhỏ nhỏ á, bạn bỏ dế trong, bỏ 2-3 con dế trong, bạn châm 1-2 cái lỗ cho nó hở, rồi bạn bỏ cái hũ đó vô trong đây, rồi rắn mối nó thấy dế trong đó thì nó sẽ phi vô ăn. Mà nó vô ăn không được nha bạn, ăn được thì những con khác nó sẽ vô nữa, có nhiêu vô nhiêu. Rồi đây là bẫy rắn mối của mình, lỗ là lỗ lưới 8 ly nha bạn, lưới mà chì chống rỉ sét. Bạn nào mua hàng thì liên hệ mình, số điện thoại mình là 0936059090, số đó là số Zalo mình nha bạn, mình xài Zalo số đó, các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào cái Zalo số đó thì mình trả lời cho bạn, hàng ship toàn quốc. Giá nó là 35.000 một cái nha bạn. Rồi, chào các bạn.